Hello anh em nhé, xin chào anh em đã trở lại với MDG Apple TV nhé. Vâng, hôm nay Idol đang bị mệt. Đấy, mình thay Idol làm MC. Đấy, hôm nay anh em có kèo gì không nhỉ? Lên kèo nào. Bắt đầu từ xin đi Tuân. Đây, chào bà con nha. Đây có con 6 6 gì? Mất mây. Nói rõ tình trạng. Mất đi mây. Mất đi mây. Gọi là máy bài bát. Gọi máy bài bát đi nhưng phun thông báo nha, không phải phun bài thông bát báo. Đi xe thoải mái. Ok, bán cho bà con bao nhiêu tiền? 7 lít. Còn Vân không? Mất Vân, 16GB. Mất Vân 16GB pin bao nhiêu phần trăm? Pin 80. Pin 80. 700.000. 6 bài bát. Ai cần liên hệ CD Tuân nhá. Reset thoải mái. Máy bao men zin màn zin. Men zin màn zin. Hình thức còn được tầm 80%. Vỏ cứ gọi cho nó vỏ xấu đi. Đây. Ok. Móp móp đây. Ok, rồi. Đấy 700. Thế thôi em? Thế thôi. Còn theo gì đâu? Không. Không à? Trường mặt vuông. Trường hôm nay có rất nhiều kèo cho anh em ơi. Con này là... Nói rõ tình trạng từng con. XS Max. Con này là máy zin này. Con này mất mặt này. Con nào? Con này nó con gì? XS Max, XS Max. Bao nhiêu ghi? Con này 64GB. Pin bao nhiêu? Pin con này là... 89. Pin 89. Pin zin, tất cả zin hết. Mất mỗi mặt thôi. Phản chủ. Phản chủ. Con lại zin hết. Còn lại zin hết. Bán cho con bao nhiêu? Bán cho bà con với giá là 8.5 triệu. Pin 89, máy zin 8M5 con XS Max. Ui dồi, máy đẹp. Mất mỗi phây đi. Còn lại zin hết. Ok, một chú. Tiếp. Con này là con X. Con này là... X. Con này đẹp nhỉ. Đẹp. Hình con thức còn... Là... Ui dồi, đẹp thế. Con này là tình trạng sao? Tình trạng là máy quốc tế, mặt mũi đầy đủ. Pin 83. X. Full chức năng. Pin 83%. Bán bao tiền? Con này bán cho bà con là 6.7 triệu. 6M7 cho bà con nhé. X. Zin hết. Full zin. Nói full zin là biết không? Con này là 6. 6 gì đây? 6 bài bát. 6 lại bài bát tiếp. Con này pin 100. Pin 100. Đấy, máy zin. Máy zin. Để cho bà con là 700. Mất Vân. 7 được. Lít. Ok nhá. Con tiếp. Này là 7G ẩn iCloud. 7G ẩn iCloud. 128GB. 128GB. Pin bao nhiêu phần trăm? Con này pin 93. Pin 93. Bao tiền? Để cho bà con là 2 triệu rưỡi. Không zin 2 đập. 2 triệu rưỡi không zin đập máy nhá. Con này là vân tay đầy đủ này. Nói chung là hình thức cũng còn tương đối. Máy đẹp đấy. Tiếp đi. Máy zin nguyên áp mà em tháo xem đúng tiếp. Nguyên áp. Con này là 6S Blue 64GB. 6S Blue 64GB. Hình thức đẹp, máy zin đét 100%. Máy zin đét. Vân tay vân chân đầy đủ. Bán cho bà con bao tiền? Để cho bà con trên YouTube là 3.3 triệu. 3.3 triệu, 64GB. 64GB. 6S Blue. Quá rẻ. Pin 100. Húp. Tiếp em. Con này là con 6 Blue. 6 Blue. Đấy, tình con trạng. Này mất vân tay. 6 Blue nhá. Máy zin. Mất vân tay, máy zin. Để cho bà con 1.7 triệu. Để cho bà con 1.7 triệu. Bao nhiêu ghi nhỉ? Con này 16GB. 16GB. Mất vân tay. Mất vân tay. 1.7 triệu. 1.7 triệu. Mua đâu được rẻ hơn. Húp. Quốc tế. Quốc tế. Pin 100. Pin 100. Mất mỗi vân thôi. Còn lại zin hết nhá. Máy đang sử dụng. Hợp lý. Bà con mua liên hệ Zalo 08 29 626. Để sau. 225. Thầy okay. gắn thẻ vào. Không cần phải nào đâu. Đấy, nói cho bà con biết. Đâu rồi. Tránh lừa đảo. À, xin chào tất cả bà con trên kênh YouTube của DG TV nhá. Lên kèo đi. Hôm nay thì mình có vài kèo này cho bà con thôi. Giới thiệu chi tiết nhá. Bây giờ thì nói chung là em sẽ giới thiệu rất là chi tiết cho bà con luôn. Đây, cho đèn cho sáng này. Rất là chi tiết cho bà con luôn để bà con đỡ phải hỏi nhiều. Đấy, đầu tiên là con 7 Blue này. Giới thiệu trước, giá sau. Đầu tiên thì là con 7 Blue 32GB, vân tay đầy đủ nhá. Đấy, pin. Bà con hay quan tâm đến pin đúng không? Đây, cho bà con xem pin 100% luôn. Full chức năng. Đấy, 7 Blue 32GB full chức năng, 4.2 triệu thôi. Máy quốc tế. Đấy, hình thức thì đây, quay rõ cho bà con. Máy quốc tế. Đẹp. Đấy, nói chung là vỏ thì cũng có sơ sát một tí theo thời gian, nói chung là dùng thì ok, không đáng kể. Không bỏ có phải, không phải đi cho dễ. Không móp nhá. Đấy, ok, một con 4.2 triệu 7 Blue quốc tế. 4.2 triệu. Tiếp theo là con iPhone 6 16GB, con này thì mất vân tay.
616GB quốc tế, mất vân. Đúng rồi, pin 100%. Pin 1 lít. Để cho bà con là 1,3 triệu. Úi hút. 1,3 triệu, quá rẻ luôn. Quốc tế. À, quốc tế, mất vân. Giá ngang máy lốc. Đấy, quốc tế, pin 100 nhá, pin mới thay luôn. Đấy, 1,3 triệu. 1,3 triệu con này hình thức đây. Hình quay cho bà con là hình thức cũng tương đối thôi. Màu vàng hình thức tương đối. Đấy. 1,3 triệu. 1,3 triệu. Tiếp. Trẻ nhỉ. Con 6 Bluetooth. 6 Bluetooth. 6 Bluetooth. Mất vân tay. Mất vân tay. Đấy. 16GB. Mất vân tay. Pin chắc 1 lít. Pin nhá. Pin cho bà con xem này. Pin thì nói chung hơi yếu rồi. Pin 74%. Hơi kém nhá. Đấy. Thế cho nhưng nên mà bà con mua thì hỗ trợ thay pin được. Đấy. Pin hơi kém thì do vậy là để cho bà con nguyên tình trạng này. Bớt 100.000. Đấy. Là 1,7. Là 1,7 triệu. Đấy. Hình thức đây. Máy quốc tế nhá. Pin nữa vào thì chắc là 1,8. Đấy, nếu mà bà con nào mà cần thay pin thì thêm 100.000 vào nữa. Chúng hỗ trợ, đấy. Giá hỗ trợ. Thêm 100.000 nữa là giá hỗ trợ luôn đấy. Chứ bình thường nó cũng không thay pin đâu, 100.000 đâu. Đấy, 1,7 triệu con này. Máy 6 Bluetooth quốc tế, 16GB. Đấy, tiếp đến. Con 6S Bluetooth. 6S Bluetooth. Đúng rồi, con này 16GB. 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 Đấy, vân tay nhá, vân tay full zin. Full zin luôn. Đấy, vân tay này. Đấy, vân đầy đủ. Vân đầy đủ luôn. Pin nhá. Tình trạng là full zin. Pin. Pin 1 lít luôn. Ôi quá mới luôn. Pin mới thay. Đấy là bao nhiêu? Nhưng mà có cái là đang dính tài khoản iCloud. À. Đấy, cho nên là mình có giá rẻ cho bà con. Đấy. Bây giờ dính tài khoản này dùng thôi. Dính tài khoản iCloud này thì cứ để dùng thôi, hoặc là bà con nào thích ẩn thì ẩn cho. Đấy, ẩn hộ giúp bà con thôi. Đấy, giá. Giá thì là có 1,8 triệu thôi. Ồ quá rẻ luôn. 1,8 triệu 6 Bluetooth. 6 Bluetooth. Mà còn vân tay đầy đủ. Ôi dồi ôi, quá rẻ. Nói chung là full zin, full zin. Tài khoản ẩn. Cho nó bà con dễ hiểu. Đấy, vỏ hình thức đây. Đấy, quay kỹ cho bà con, à, cho bà con hơi phải thôi. Đúng rồi. Nhưng vẫn còn đẹp. Vẫn còn đẹp, để cho bà con đỡ phải năn tăn hỏi nhiều nhá. Đấy, vỏ hình thức như này. Bạn gái chú à? Con này á. Xinh gì? Em không biết đâu. Máy mua lại của khách thôi. À đấy, bạn gái chú. Đấy, 1,8 triệu, 6 Apple Loot. Húp. Tiếp đến con iPhone 7. Đẹp nhỉ? Trông chắc chắn đấy. Con này thì đây, tài khoản của Đình Giản có nghĩa là tài khoản chủ thớt luôn à. Anh Thành DG vẫn dùng con này để livestream TikTok đấy. Đấy, cho nên là bà con quá yên tâm luôn. Đấy. Con này thì để cho bà con là bao nhiêu? Đấy. Bà con nhìn này, đấy vẫn còn tài khoản của DG TV nhá. Con này giới thiệu qua cho bà con là full zin không? Full zin luôn đấy. Full zin 32GB. 32GB. Quốc tế 32GB. Quốc tế. Pin này 32GB. Pin. Ồ pin này 1 lít tiếp này. Đấy, pin mới cứng luôn, 1 lít luôn, pin mới cứng. Con này full zin, vân tay đầy đủ luôn. Đây, hóng, vân đây. Hóng giá thôi. Đây, vân đây, ok. Bà con chỉ quan tâm đến giá thôi, máy để zin để giới thiệu cho bà con trước đã, giá sau nhá. Đây, giá. Ui giời, giá con này quá rẻ luôn này. Bao nhiêu? Con này full chức năng, full zin, màu đen, vỏ đây. Giá có 2,6 triệu thôi. Ui giời ơi, quá rẻ. 2,6 triệu. Đây, hình thức đây, nói chung là con này ui khá, dồi, con này tương đối đẹp đấy. Đẹp rẻ dạ nhỉ. 2,6 triệu. Con 7 đây là giá, này là giá DG quốc tế. Giá là ở cửa hàng bán 3,3 triệu, nhưng mà đặc biệt ưu tiên cho bà con trên YouTube là bán qua 2,6 triệu thôi. Ui rồi, bớt cho tận 600.000, 700.000 rẻ. Đấy, bớt cho 700.000 thôi bà con. Bà con không mua con này thì mua được con nào? Đấy, quá rẻ luôn. Còn kèo gì nữa không? Thôi thế là hết rồi. Hết á? À đây còn một tiếp một con nữa. Con này là 7 Bluetooth bypass. 7 Bluetooth bypass thì hiện tại đang hết pin. Đấy, như hình thức đây. Hình thức đây. Con này là mất KMX1, mất KMX1, còn KMX2. Còn KMX2. Cho nên là bây giờ là bán giá bỏ cam luôn, vân tay đầy đủ. Vân tay 32GB. Máy bypass không nắp được SIM, và coi nhá, lưu ý là không nắp được SIM bypass về chỉ chơi game các thứ. Đấy, bán giá bỏ cam là 1,7 triệu. 1,7 triệu bỏ cam. Vân tay đầy đủ 32GB. Không nắp được SIM. Có nghĩa là full zin, bỏ cam luôn. Full zin. Pin là 91, pin là khá ngon đấy. Đấy, ok nhá. Ok. Rồi. Rồi, chào tất cả bà con hôm nay, tạm thời có mấy kèo đấy thôi. Chào bà con nhá. Chào cả bà con nhá. À quên mất, đây, còn kèo thơm nữa đây. Đến lượt mình, con XS. Đấy, để cho bà con với giá là 7 triệu. Ui giời ơi, mua đâu được XS full zin 7 triệu. Đấy, chủ thớt đây nhá. Chào con đi. Trông anh có vẻ mệt mỏi quá. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại nhá.